Còn bây giờ bữa nay mình sẽ chạy thực tế ngoài đường thực tế nào. Thì phương pháp căng đường nó sẽ như thế nào ha? Thì từng tùy vào loại đường mà mình căng đường. Rồi giờ cho xe khởi hành nè. Đúng quy trình là đã thắng chân nhãn tay nè. Rồi vô số. Rồi mở xi nhan trái trước này. Đừng có đánh lái ra nhiều. Cô có xe không? Rồi không buông ra. Đừng có đánh lái nhiều. Rồi mở ga nhẹ nè. Mở xi nhan lại. Mở xi nhan trái lại. Xe sao tao biết. Điều này không à? Cuối đường là phải. Mở xi nhan phải đi. Ra thắng nhẹ. Bây giờ mình trong đường nhánh mình đi ra, phải không? Người ta đường chính người ta đi thẳng, mình phải nhường hết cả hai đó. Lít bên trái trước nè, có xe không? Rồi mình đi xuôi cái đầu mình theo nè, không? Bẻ xuôi cái đầu theo, cặp vô lề đi. Rồi ra lên. Em nghe anh Sơn ơi, em nghe anh Sơn. Dạ dạ khỏe anh. Dạ. Dạ dạ anh đi không có gì không?
ông đi vô là đường nhánh đúng không, đó biển nó báo đó. Mình đang đi đưa đường ưu tiên, mình bây giờ qua tới một cái giao lộ không có đèn đúng không, thì ai cũng được chạy, nhưng mà mình ưu tiên thì mình chỉ đi hỏi chứng thắng lại thả trớn đi qua thôi, không cần thắng lại. Mình đi trên đường không ưu tiên là mình phải giảm tốc độ lại đúng chưa, đi qua lên trái ngã lên. Chỗ này nè rộng thì mình quan sát luôn, chú hôm nay có chạy ngoài đường chưa chú? Dạ chưa. Hơi thanh nè, nếu này nó muốn làm nghề gì mà sao điện điện đó, nó sửa xe. Ủa nó sửa xe hả? Dạ. Ủa nó sửa đâu? Sửa như sửa tại nhà hay sao? Là nó chạy có cảm giác rồi. Này chạy tới có cảm giác. Xin người xe trước có cho được hay không đúng chưa, rồi nhà là đâu biển cấm vượt đâu, nãy đâu thấy rồi đâu, rõ ràng đâu có thể hiện cái biển cấm vượt đâu đúng không. Bình tĩnh rộng
chứ mình mà né trước người ta tiếp tục đi thẳng, mình thấy vậy mình giật nữa là mình sẽ bị lọt lề đó, hiểu chưa? Thật sự là người ta cũng không muốn ép mình lọt lề, nhưng mà người ta thấy mình né rồi thì người ta sẽ sao, người ta sẽ đi thẳng tiếp, đúng không? Con nằm ba đó nha, thấy cái biển nó bảo không, cẩn thận phút tầm nhìn là bỏ hờ vẫn thắng thôi, đừng có thắng, mình đang đường ưu tiên mà, mình đang đường chính nè, rộng thênh thang rồi thì thấy không, thấy hai bánh ra không có nhìn ngó gì mình hết, tới giờ do đó tới ngã ba là mình đã bỏ hờ vẫn thắng, thì có chuyện gì mình xử lý liền. Bây giờ mình đi qua một con cây cầu hẹp, mình sẽ làm gì trước? Có ý kiến gì không? Có ý kiến cái cò gì không? Xem mình có lọt qua cầu không? Thì cái cầu đó chỉ có một cái một xe đi được thôi, thì mình sẽ làm gì trước? Một người xuống dưới chặn bên kia. Trời ơi, đâu rảnh vậy? Như vậy thời gian đâu mà thắng lại xuống dưới chặn bên kia. Gần tới cầu mình bóp kèn lên, hiểu chưa? Cho người ta bên kia người ta nghe tiếng kèn, người ta biết có xe người ta nhường. Hoặc là mình tới mình nghe bên kia bóp kèn là mình biết người ta có xe tới rồi là mình nhường, hiểu chưa? Chứ hơi thời gian đâu mà em lại xuống xe và chặn xe kia lại hả? Rồi bóp kèn cái đi, có xe đó nhường đi, tới trước là mình phải nhường, lấn nhẹ nhẹ vô. Thắng số đẹp 5 số 1 luôn kìa, ga lên. Vậy mà lọt vô xe tải. Ga lên. Xe tải biển số khác, biển số C mà, ga lên. Lọt dư rộng. Sợ không? Lúc đầu vô còn sợ về đứt. Sợ đứt quen hả? Ừ vậy khá. Thấy giờ nhiều thật. Đi tàu nãy giờ mấy cái nước có tiến bộ là hết sợ rồi đúng không? Có lý. Hôm nay thấy hết sợ rồi. Thường thường là thấy xem đà là né rồi. Giờ là hết sợ rồi đó. Với phần đường ai này đi trả lại đường cho người ta với. Mình thấy người ta mình phải trả nhẹ lên với mình linh động lại chút đúng không? Rồi trước mặt biển gì nè? Con cò liên tiếp đúng không? Nhớ là xử lý sao, mình điều khiển nó mình làm gì cũng trước á, nó trước mặt mình là góc đúng không, góc cong, nhưng mà tới đây mình phải nghiêng nhẹ rồi đó, để vô góc cong thiếu đánh thêm vô là lọt liền, để tránh trường hợp mình sẽ bị quăng cái xe qua bên kia, hiểu chưa? Rồi tiếp tục. Nghiêng nhẹ trước hết không, phải nghiêng nhẹ lại hai không. Rồi đã, biển trước là biển gì? Giao nhau với đường ưu tiên, như vậy mình không ưu tiên, mình chạy chậm lại, mở nhanh trái, chuẩn bị rẽ trái đây. Thằng đường trước là đường ưu tiên, mình phải quan sát cả hai. Đầu tiên là quan sát bên nào trước, bên trái trước rồi có xe không. Rồi quan sát bên phải coi. Rồi quay ngược là bên trái, rồi cho xe vô. Rồi ra lên. Tiếp tục cũng là đường nhỏ nữa thì mình căng đường như thế nào. Cứ ngồi giữa đường mà chạy ha, giống như đường này của nhà mình xây gì đó, được đại vô. Thấy không, hai bánh người ta đâu có ví dụ mình lấn người ta nhiều quá, người ta sẽ kênh kiểu liếc hái đá đèn rồi đó đúng không, mà giảm chạy nó thấy hai bánh người ta bình thường không, tức là phần đường của người ta còn rất rộng. Rồi lấy linh động, lấy nhẹ ra, tại vì sao, cái người thấy đối diện á, cái người đối diện là thấy mình thì có sự xử lý tình huống, người ta cũng sẽ nhường chậm lại, chậm lại. Được cương chốt. Rồi giật ra. Rồi đi. Ra lên. Tại giờ thí dụ giờ hai người xem ra quay lưng lại có thấy mình đâu, đúng chưa? Mà cái người ba gác trước lại thấy mình. Chậm lại nha, mình chạy tới là thành bánh mì kẹp thịt đó. Ra thẳng lại nè. Rồi, ra lên, lấn qua bên kia đi.
kinh nghiệm là gì nè, khi trời sắp mưa ha, hoặc là mưa râm râm là xe hai bánh người ta chạy rất ẩu, giống như người ta định chạy cho nhanh tới để vượt qua được cơn mưa đó hay gì đó, đúng không? Có thấy cái chuyện đó không? Thì mình ngồi trong xe không có mưa nắng gì đâu ha, thì thấy cái gì mình phải chạy chậm lại, nhường cho người ta, đi kỹ kỹ lại một chút rồi ra lên. Có để ý không? Mình chạy mình cũng vậy đúng không? Cái đó giống như một cái quán tính đúng không? Thấy mưa râm râm đâu rồi, chạy nhanh lên chứ không nhận được là mặt có mưa cả. Đó, chừng nào mưa dữ dữ mới mặt có mưa. Lần ra, lần ra. Rồi, lấy lại. À, quy tắc 121 bây giờ xử lý rất là nhiều. Cũng giờ rất là nhiều trong những cái đường như thế này. Thấy
điện bị đứt quá trời không? Cho thay quen đó kìa. Vừa qua cầu Phú Xuân đó,
là mình rẽ phải á, là tới địa phận Long An rồi đó. Bên trái là của thành phố, bên phải là của Long An á. Này khu công nghiệp lớn mà mình chạy cái đường lớn thiệt lớn á là của Long An đó. Chạy chưa lọt lề là im rồi đó, đúng không? Cái thường cái người mới lái vô đường hẹp là hay chạy lọt lề phải lắm. Nghe rồi, làm gì hành chánh em ơi? 4 buổi. Ờ, xì cai 5 nhân bàn. Hay làm mai em xin nghỉ, em xin ra làm sớm đó, làm chừng nửa tiếng tiếng cái gì cho nó làm lẹ nó chiên rồi. Thôi sáng mai đi, cho nó đang mưa lớn không? Từ từ chậm lại, đường hẹp mà. Rồi ok. Rồi xong điện anh liền nha. Nó sẽ là những cái đường đất, những cái đường đá đỏ này nè, hoặc đá kia nó dơ lắm,
nên nó chạy ra thì cái vết bánh xe dơ á nó sẽ ra vô, mình sẽ thấy, hiểu không? Khi mình thấy tới đó là mình biết là chỗ đó nó ra vô nhiều quá thì mình không phải đi làm. Không, mình coi cái mí đường cũng được đúng không thầy? Hả? Rồi mấy cái đường nhỏ là từ đổ bê tông á, mình coi cái mí đường nhiều ý bê tông.
bận về mình có đi đường này không thầy? Ờ. Chân trước đi, sàn đâu? Đâu ở đây không? Rồi chân vừa chưa? Em qua bánh chứ. Mở cửa chân xem đây nha. Mở chân mà tới mới đau tay chứ. Rồi thấy an toàn không? Đạp thanh chân ngang tay vô chủ đề vào làm gì trước? Xin nhan rồi
liếc kiến coi có xe không, rồi buông thẳng ra, đi thẳng lấy trơn trước, lấy đà trước rồi mình mới đi vô ga lên. Ra nữa mắt nhìn về trước, chỉ liếc để quyết định coi là có ra hay không thôi. Rồi hảo lại coi hết xe chưa, rồi lần ra ga lên giống như chuyển len mà giữ ga chuyển vậy đó. Rồi ra được rồi thì tắt xe nhanh, rồi ga lên. Rồi tưởng tượng này đường này là nó có hai len đúng không, đi lên từ này mà đi ga lên, mình được đi cả hai len đó, nhưng mà đi lên này là tốt nhất. Mặt nhìn xa ra một chút nữa, rồi đường trống rồi chuyển đi chứ còn đợi gì nữa. Thank you.
rồi cái miệng nó hít lên sao? Vô rồi nó có cảm giác. Đi qua Cần Giờ thôi. Là Cần Giờ, Cần Giờ chứ cũng không có gì mà để cái đường nó không có khó. Cần Giờ đường bình thường. Đường mình dễ đi quá. Có con mang nhiều. Sáng mình đi mình ăn luôn. Cần Giờ có ăn nhiều đâu? Nhiều lắm thầy, ngay chợ 30 tháng 4 thầy. Đồ nó lại rẻ nữa. Ủa, nó công an nhiều hả? Đâu có đâu, đâu thấy công an. Lúc qua phà vậy xuống xíu. Nó hay bắn tốc độ quá. Chứ rồi nó bắt xe máy chứ nó bắt xe máy là nhiều, xe Hyundai, xe hơi ít. Xe máy rồi nhìn trái về trái thì đúng quỹ đạo của mình ha, đạo mình là thành công nhường cho xe tải luôn buông hắn ra rồi cộng từ vô rồi bấm ra đi ra bấm vô tìm đường, tìm đường nhân gian đó rồi phân hàng đi chạy rồi đi. Xa ra đây là quốc lộ 50 rồi đó.
quá chạy cái thầy. Thầy nó thích. Không bị điện đái. Nói đoạn theo nó. Cũng thằng à. Nói theo nó.
xe cứ bám tim, thậm chí ngồi giữa giữa tim mà chạy mà sao cứ chạy vô lề hoài, nó cứ chạy vô lề thì thấy sao, thấy sợ đụng ta không dám chạy, mà ở ngoài giữa đường gì không dám chạy, đường nó cho phép mà sợ cái gì. Rồi mình nói nè,
hơn nhưng mà rồi buông thắng đi trước, đi trước đi rồi đầu là mình mới bấm kiến sao.
Không phải bóp đèn trước, nó quay lưng lại là phải bóp đèn trước. Lái đi.